cô bán hủ tiếu gà đó, lòng gà, miếng gan, tim, gà té, có bắp dời với dầu khoanh, với dầu gân, móng. Ở đây thích nhất là món nào mà? Thích nhất là gà với gà té với lại giò. Trời ơi đông lắm. Từ nhỏ luôn, tụi nó ăn từ nhỏ luôn á. I made over shoes on hardwood. For me, you know I wrote the book. I'm moving along from somebody wrong. Cô bán hủ tiếu, mì, còn Khánh nuôi, món canh. Cái thức mà cô bên chủ của cô bán hải bình bao nhiêu năm? Cô bán 32 năm rồi. Cô 64 tuổi. Cô bán hơn 30 năm. Ở đây là cái gà té, giò, lòng, thịt heo, tường. Thì hồi xưa cơ duyên nào mà đưa tôi mai bán món cái món này là tự nhiên sáng kiến ra. Còn mai thích món này còn bán luôn. Thì chuẩn bị những cái nguyên liệu của mình hết. Rồi con 6 giờ sáng làm xong xuôi là tới 9 giờ mới xong. Nấu nướng xong rồi 9 giờ. Thì 9 giờ rưỡi con dọn ra tới 4 giờ. Địa chỉ của con là xe đường Nguyễn Hữu Hào. Bán đông thì 12 giờ đến 1 giờ. Ăn trưa con. Play a game, but you don't play for keeps. Messing with a girl from the east side, yeah. Kinda love you, wanna build your dreams, yeah. But I already know better. Ví dụ một loại hủ tiếu với mì hủ tiếu mềm, với hủ tiếu dai. Mình Thánh tự gói con. Cô lấy khoảng mấy cái ớt, 6 cái ớt. Củ gạo á. Trying to play a game, but you don't play for keeps. Messing with a girl from the east side, yeah. Kinda love you, wanna build your dreams. Cái này mình rửa thật sạch. Mình rửa nhiều nước nó không có ấy. Không thế nghe lòng á, cô mua ở mà mấy người ra mua ở lò đó con. À, con có mối. Lòng gà, miếng gan, tim, gà xé. Có bắp dờ với dầu khoanh, với dầu gân, móng. I gave it so much honestly and you closed the door. Now you're calling. Cái văn phòng với đây mấy cái cơ quan á, với mấy xí nghiệp. You want it forever. Trying to play a game, but you don't play for keeps. Messing with a girl from the east side, yeah. 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 And I love you, wanna build your dreams. Thích nhất là gà với gà té với lại giò. Need time chasing a ghost, or don't try. I'm top of the shelf, but you out yourself to somebody else. Trời ơi, đông lắm. Từ nhỏ luôn, tụi nó ăn từ nhỏ luôn á. Có khách hàng ở xa xa đến hàng ở Cô Mai không? Có. Cái dòng này nè hàng không? Xuống cứ gà là tới. Now you're calling me but I don't need you anymore. Mấy đứa nhỏ nhỏ mình sinh viên đâu đó mình bán nướng tay chút. Thích gì là chịu đó.